cái gì đi lâu rồi thì nó cũng phải hư phải không các bạn? Ngay cả tôi đây, hồi trẻ tôi còn trẻ, bây giờ nó già rồi này. Già rồi, con người cũng phải già, một ngày nào đó cũng sẽ về âm phủ. Thì cái sản phẩm nó không vậy, sản phẩm nào làm ra đầu tiên nó mới, nhưng mà từ từ nó cũ dần đến khi nó không còn sử dụng được nữa. Bình thường các bạn, chiếc xe hơi nó không vậy, mình mới mua về cái xe mới chạy rất là ngon đúng không, chạy ngon lắm, một năm là đi maintenance lần, tức là đi bảo trì một lần. Còn xe mà cái hãng yếu yếu thì 6 tháng đi lần, tôi đi cái xe năm tôi đi lên lần thôi. Nhưng mà các bạn chạy trong vòng 5 năm không bao giờ hư cái gì cả, chỉ có đi chỉnh, đi sửa, thay nhớt, thay đồ thôi, đúng không các bạn? Xe mới mà, xe hơi mà. Nhưng mà đằng này xe hơi VinFast nó khá các bạn, xe hơi VinFast nó khá. Tôi mới kể các bạn cái xe điện mới đây này, vừa từ trong showroom mới đem ra, chưa có biển số, lái về đi tới cái đường Hai Bà Trưng chết máy. Rồi tài xế loay hoay mãi để máy không được, thế là gọi đội cứu hộ của VinFast tới. Đội cứu hộ tới được chỉnh cũng được, buộc lòng là phải kéo về gara sửa. Xe mới gì kỳ vậy, đừng có nói tôi xe nào chả hư. Đúng, nhưng mà đi thời gian lâu xe hơi ít nhất phải 5 năm sau, dễ chi 5 năm sau chưa ăn thua các bạn. Thế là đem về gara sửa. Họ sửa như thế nào thì chúng ta không được biết, tại vì chúng ta chỉ có cái hình ảnh vậy thôi, mà tôi đã từng làm video cho các bạn xem. Bây giờ tôi đưa các bạn xem tận mắt nha, một cái xe người ta sửa trong hãng như thế nào. Cái xe này nó cũng tất nhiên là mới rồi, tại vì VinFast thật ra nếu mà nói về xe điện thì là VinFast sản xuất từ năm 2019 đúng không, đến năm 2021 cuối năm dạp tiện. Nếu ai mua cái xe điện, xe xăng đầu tiên 2019 vẫn còn mới, 19, 20, 21, 22, 3 năm nha mấy. Còn xe điện á thì mới sản xuất từ đầu năm 2022. Nếu mua thì cũng còn rất mới, nhưng mà đã sửa chữa lớn rồi các bạn. Mấy xe kiểu này thì còn gì nữa, đâu phải già đâu, mau chết sớm dữ các bạn. Đây được các bạn nha. Các bạn nhé, lấy màn hình đấy. Đó, đây các bạn qua nha, màn hình nha. Từ từ, bình tĩnh. Đây. Đó, thấy chưa? Trời ơi trời, mà xe gì đâu mà coi sửa chữa này, mà công nhận mấy thằng thợ này ẩu ghê nha. Coi như là thiết bị mới bóng để cha này ghê luôn, làm hư ghế người ta. Mà dịch vụ hậu mãi, dịch vụ coi như là sửa chữa như lạ kỳ hết trơn. Coi như xe máy móc thiết bị nó để cha trên ghế người ta luôn, hư ghế lại chứ nữa. Đây thấy chưa? Các bạn thấy không? Để cha trên ghế luôn, lót đơn giản vậy đó, là như vậy là hư ghế người ta. Cái tụi thợ này kỳ cục thì không có cẩn thận gì hết đó. Xe này xe mới chứ, ủa các bạn thấy không, xe mới mà lục banh tà lông ra luôn, mà giống như mổ heo vậy đó. Trời là trời, cái này là sửa chữa lớn nữa chứ nữa, đài sửa chữa nữa chứ nữa. Cái này không thể gọi là maintenance được, cái này không thể gọi là đi khám định kỳ được các bạn. Cái này là sửa chữa lớn rồi, xe này chắc già chắc là 30 năm rồi mới sửa kiểu này. Xe mới sửa chữ kỳ vậy. Tiếp tục quan trọng quá nhé. Trời, máy móc thiết bị để cha trên ghế rồi hai ông nội ngồi sửa, có những măng mon mổ banh chành ra luôn. Trời, nó mổ banh ra luôn á, banh cái lông ra luôn. Trời, để cha cái máy người cha nó cái ghế người ta này, còn đâu mà ghế nữa. Trời ôi là trời, mẹ sửa chữa kiểu này chắc là cái người chủ xe này nó sót cái ghế luôn các bạn ơi. Mà tao lại đi luôn. Trời là trời, hai ông ngồi sửa nó tháo banh xe rồi đi sao đại xe ở phía sau cúp nó bỏ cái gì đó. Trời nó để cha mấy cái đồng hồ nó gỡ ra, nó bỏ sau cốp luôn, còn đâu nữa mà xe các bạn. Đau lòng quá đấy các bạn. Đây hai ông nội ngồi hai hộp đây. Nó coi như nó xe còn bơi, nó mổ như mổ heo vậy đó, còn gì mà xung. Bây giờ cái xe này nó sửa xong đi về chắc đi cũng được nữa, mà tôi nghĩ hồi xưa cái xe hàng Hoàng Âu Gâu nó y chang vậy, nó bánh tà lông luôn, nó ghế rồi nó hư hết, nó cẩu xả tới cái mức như vậy rồi nó lượn từ ốc ra kìa.
nó lượm từ con ốc ra. Kiểu này xe cổ xe hơn tỷ bạc anh ơi, đau lòng lắm. Xe kiểu này mà đến con Mỹ bán. Xe của này đến con Mỹ là chết liền á. Tôi nói cỡ chừng hai chiếc xe tới này thôi là banh cá lông liền á, là coi như vượng kiếm quá đi về nước gấp rồi. Xe kiểu này nó mình đi. Đúng cái xe kiểu này nó sửa mượn nước bạn. Râu ăn nọ cắm cầm bà kia còn lắp tóc. Đồ này đồ kia không nè. Phần cứng đá, phần cứng, phần mềm đá, phần cứng đá lung tung với nhau, nó mắc bét cái xe mới kiểu này. Bạn đến có Mỹ bán làm gì? VinFast hay gì? Đang có Mỹ bán sao được? Vậy em cũng đem qua Mỹ bán. Chắc nó không đem qua Mỹ nó bán đâu. Nó đem qua bên Mỹ mục đích đó là để mà IPO. Nó nói nè, tôi chở 990 chiếc xe qua Mỹ rồi nha. Đơn hàng tôi là 57.000 đơn hàng. Trước đây 65.000, bây giờ không biết sao tụt còn 57.000 đơn hàng. Ở Mỹ hơn 10.000 đơn hàng nha. À, bán hàng này nha. Rồi mở thêm showroom. Mặc dù một cái showroom đó, nó chưa được có một chiếc xe VinFast à. À, rồi để nó ghi số liệu vô, để nó ghi cho hồ sơ IPO cho đạp vô, để mà lên sàn Nasdaq các bạn. Mục đích là lên sàn thôi, mục đích lên sàn là hút tiền IPO, kế hoạch là 3 tỷ vậy thôi, hút xong giọt, hút xong là giọt liền á. Còn mấy chiếc xe này là phải chờ đó. Mặc dù là cái bà Lê Thị Thu Thủy bà nói là có giấy tờ để được bán hàng rồi, mà giấy tờ gì thì chưa biết. Cho nên cái xe này ngồi chờ đó. Phải vượt qua những cái kiểm định của ở Mỹ. Nếu trường hợp mà bị sự cố gì thì phải chỉnh sửa liền. Nhưng mà bây giờ làm sao chỉnh sửa? Đám lỡ cái này rồi làm chứ có sửa ở Mỹ mà chỉnh sửa. Còn nếu trường hợp mà không chỉnh sửa là cái xe đó phải tái xuất, phải chở về lại. Còn không là tiêu hủy. Còn không là tiêu hủy. Nhưng mà cho dù là những cái xe nước ngoài này nằm dưới cái dạng xe gọi là gì? Gray market vehicle. Cho nên ai mua cái loại xe này rất rối nhiều thủ tục lắm, nó không có suôn sẻ. Nó không có suôn sẻ các bạn. Nhưng mà mục tiêu các bạn, mục tiêu của Phạm Nhật Vượng là lên sàn IPO để lấy 3 tỷ chứ không phải là bán xe. Bây giờ người ta chưa có cái hạch bán xe gì hết á. Bây giờ hỏi vay ở ngân hàng nào? Nói là ngân hàng US Bank, rồi sẽ liên làm việc một số ngân hàng nữa. Xe chở cô rồi bây giờ mới làm việc ngân hàng. Biết ngân hàng nào cho vay? Rồi bảo hiểm xe. Xin lỗi, bảo hiểm xe mua ở đâu cũng nói gì hết. Rồi xe đi nửa chừng hư giống cái xe giống cái xe lúc nãy tôi nói các bạn thì sửa ở đâu? Hay đưa vô cái hãng Tesla sửa ở đâu có được? Không có chỗ bảo trì sửa chữa gì hết á. Rồi để sửa chữa định kỳ sao? Ví dụ như là maintenance sao? Khám định kỳ á, biết tiếng Việt gọi là gì? Maintenance á, kiểm tra định kỳ thì kiểm tra ở đâu? Không có. Rồi lỡ trường hợp mà mua xe đi nửa chừng rồi mất việc, rồi bây giờ trả xe lại trả đâu, không nói. Nói chung là kế hoạch bán hàng không có gì rõ ràng cả. Nhưng mà ngược lại, kế hoạch IPO là Phạm Nhật Vượng làm rất kỹ. Tại vì mục tiêu của ông ta là IPO, lên sàn lấy tiền chứ không phải là mục tiêu bán xe đó các bạn. Tôi cảnh báo các bạn nếu mà nó lên sàn thì phải suy nghĩ cho kỹ trước khi mua cái cổ phiếu này. Coi chừng là mua cổ phiếu xong là thành tờ giấy lộ. Tại vì sao? Tại vì cái hãng xe này chiến lược kinh doanh nó không có rõ ràng. Vấn đề quan trọng, vấn đề tài chính này. Lỗ tính đến thời điểm quý 3 năm 2022 thì nó lỗ tới 4,7 tỷ đô la. Chưa hết, tài sản của nó chỉ có 4,4 tỷ đô la. Nhưng mà nợ phải trả là 8,8 tỷ đô la, gấp đôi cái tài sản luôn. Các bạn có tưởng tượng đi, cái số nợ phải trả gồm ngắn hạn và dài hạn mà nó gấp đôi cái tài sản thì còn gì nữa, công ty. Công ty là lỗ 4,7 tỷ nữa, không còn gì hết. Công ty này còn gì hết nè, coi như cả công ty này sử dụng toàn vốn đi vay không mà, vốn đi vay đi mượn chỗ này chỗ kia ngân hàng, chỗ này chỗ kia không mà, nó zero, nó âm nữa. Thì liệu các bạn mua cổ phiếu này có giá trị gì không? Nói thiệt các bạn, cho tôi nhận để tôi bán được đồng nào tôi bán, chứ còn mà nói tôi không mua đâu. Còn đi cái xe VinFast này cho tôi cũng chấp nhận, tại vì tôi nhận tôi ngồi lên trên xe là nguy hiểm cho tôi mất nhức óc, là giống cái xe mà đi tí xíu mà sửa này sửa kia mà giống như bộ heo vậy. Ai giống đi các bạn nhức đầu nhức óc mệt. Nhưng mà nếu cho cổ phiếu tôi nhận, tôi nhận đại vậy đó. Còn xe cho tôi không nhận, nhất khoát khoát tôi không nhận. Tôi không nhận xe tại vì nhận xe là nguy hiểm cho tôi. Nhưng mà nếu tôi bán lại người khác là tôi thành ra là mình đi làm hại người khác. Cho nên nếu VinFast mà cho xe tôi không nhận, mà cho cổ phiếu tôi nhận. Còn các bạn như thế nào tùy các bạn nha. Bye bye.